Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình Tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau làm quen phần 2 trên 6 của bài 22. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Tiếp theo cũng là từ mới. Từ thứ 11 ta có từ giao. Giao âm Hán Việt là giao. Giao nhận, giao hàng rồi cũng dùng từ giao này. Âm Hán Việt còn dùng rất là nhiều. Kết giao bạn bè cũng từ giao này. Từ giao có rất là nhiều nghĩa, như vậy là kết giao bạn bè đó cũng là nó. Từ thứ hai, mình đi mua đồ, mình trả tiền cũng dùng từ giao này. Hoặc là mình nộp bài để cho thầy cô hay là nộp thuế chẳng hạn cũng dùng cái từ giao này. Chúng ta xem các cái ví dụ ở bên dưới nè. Tại Mỹ Quốc tủ sú tờ sử hồ. Tại Mỹ Quốc tủ sú tờ sử hồ. Tủ sú là học nói chung. Như vậy là khi tôi học hoặc là khi học ở Mỹ. Tại Mỹ Quốc tủ sú tờ sử hồ. Wǒ jiào le bú shǎo guài guó peng you. Wǒ jiào le bú shǎo guài guó peng you. Jiào peng you là kết bạn. Bú shǎo guài guó peng you. Không ít bạn bè nước ngoài. Như vậy là khi học ở Mỹ, tôi đã làm quen được hoặc là kết bạn được với nhiều bạn bè nước ngoài. Tại Mỹ của tủ sú tờ sử hồ, wǒ jiào le bú shǎo guài guó peng you. Hỉnh hậu à, hỉnh hậu à, hay đấy. Tại gia khao phu mù, chu mẫn khao peng you mà. Hậu à, hay đấy. Tại gia khao phu mù, ở nhà thì dựa vào bố mẹ, khao là dựa, nương tựa. Chu mẫn khao peng you, đi ra ngoài thì nương tựa hoặc là dựa vào sự giúp đỡ gì đó của bạn bè. Rồi một cái ví dụ khác nữa. Jin tian rang wo jiao qian hao ma? Jin tian rang wo jiao qian hao ma? Hôm nay để tôi trả tiền được không? Hao à. Hao à, được đấy. Xia si wo qing ke. Xia si là lần sau, wo qing ke là tôi đãi. Một ví dụ nữa. Ni ba zuo ye jiao gei lao shi le ma? Ni ba zuo ye jiao gei lao shi le ma? Bạn đã mang bài tập ra nộp cho giáo viên chưa? Tức là bạn đã nộp bài tập về nhà cho giáo viên chưa? Cho thầy cô chưa? Wǒ hǎi mèi zuò wǎn nè, zěnme bàn? Wǒ hǎi mèi zuò wǎn nè, zěnme bàn? Tôi vẫn chưa làm xong nữa, làm sao đây? Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Zài Mèi Guó tǔ shú de shí hòu, wǒ jiào le bú shǎo guài guó peng you. Hỉnh hậu à, tại gia khao phu mù, chu mẫn khao peng you mà. Jin tian rang wo jiao qian hao ma? Hao à, xia si wo qing ke. Ni ba zuo ye jiao gei lao shi le ma? Wo hai mei zuo wan ne, zenme ban? Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 12. Từ thứ 12 là lào gia. Lào gia. Gia là nhà. Lào gia đây là âm Hán Việt là lão gia, nhưng có nghĩa là quê hoặc là quê nhà. Hay là mình dùng từ về quê thôi. Ví dụ về quê là hủy lào gia. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xin quên ní lào gia tại sở mơ tì văn. Xin quên ní lào gia tại sở mơ tì văn. Xin hỏi quê của anh ở đâu vậy? Ở chỗ nào vậy? Tại Sơn Đông. Tại Sơn Đông. Ở Sơn Đông. Ở tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Lý Thái Sơn Yuen ma? Lý Thái Sơn Yuen ma? Có xa Thái Sơn không? Tức là cách núi Thái Sơn, cách Thái Sơn có xa không? Thái Sơn là ở tỉnh Sơn Đông. Hỉnh Yuen na? Hỉnh Yuen na? Rất xa. Nǐ qī guò Thái Sơn ma? Nǐ qī guò Thái Sơn ma? Bạn từng đi đến Thái Sơn chưa? Wǒ měi you qī guò. Wǒ měi you qī guò. Tôi chưa từng đi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha.
Xin quên, ní lào gia chai sầm mất tì phăng? Chai sàn tông. Lý thai sàn yuèn ma? Hẳn yuèn à? Ní chì guò thai sàn ma? Wǒ mèi you qù guò. Kế tiếp chúng ta có từ thứ 13 là sư chi. Chữ sư là chữ ti, cúng sư là công ty. Ngoài chữ ti ra, âm ở việc là ti nó còn có nghĩa là tư nữa. Ví dụ sư phạ là tư pháp. Rồi sư chi là tư cơ, có nghĩa là tài xế. Chữ tư vốn có nghĩa là điều khiển. Còn chi là cái máy, là cái xe đó. Ta hiểu nó vậy. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Nì tăng sư chi tăng là tối chiều là. Nì tăng sư chi tăng là tối chiều là. Bạn đã làm tài xế bao lâu rồi? Hai từ lơ đó có nghĩa là bây giờ vẫn còn đang làm tài xế đó. Nì tăng sư chi tăng là tối chiều là. Sử san nén là. Sử san nén là 13 năm rồi. Ní xì hoan nì tơ cung cho ma. Ní xì hoan nì tơ cung cho ma. Bạn có thích công việc của mình không? Bù, y tiền dễ bù xì hoan. Bù, y tiền dễ bù xì hoan. Không, một chút cũng không thích. Tức là không thích chút nào hết. Xa cơ yue nì lý khai cung sư là. Chinh hô yô sâm mơ tả soan. Xa cơ yue nì lý khai cung sư là. Xa cơ yue là tháng sau. Tháng sau bạn đã rời khỏi công ty rồi. Tức là không làm ở công ty nữa. Chinh hô yô sâm mơ tả soan. Từ nay về sau có dự định gì? Tả soan đây là dự định. Yô sâm mơ tả soan. Wǒ dǎ suān huǐ lǎo jiā, khài gè yī fū diàn. Wǒ dǎ suān huǐ lǎo jiā, tôi dự định về quê. Khài gè yī fū diàn, mở một cái cửa hàng bán quần áo. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. Nǐ dāng shì jī dāng lè duō jiǔ lè? Shí sān nián lè. Nǐ xǐ huān nǐ de gōng zuò ma? Bù, yī diàn yě bù xǐ huān. 下个月你离开公司了? 今后有什么打算? 我打算回老家, 开个衣服店. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 14 là thuê siêu. Thuê là thoái, thoái lui, thoái có nghĩa là lùi lại. Siêu là chữ hưu, có nghĩa là nghỉ ngơi, lùi lại nghỉ ngơi, không có làm việc nữa, tức là mình gọi là nghỉ hưu thôi. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xin quên nì phu mù cho sầm mơ cung cho. Xin quên nì phu mù cho sầm mơ cung cho. Xin hỏi bố mẹ anh làm nghề gì, làm công việc gì? Tham anh tô thuê siêu là. Tham anh tô thuê siêu là. Tham anh đây là ông bà, tức là ba mẹ tôi đó. Ông bà đã nghỉ hưu rồi. Ông bà nghỉ hưu rồi. Nì gần tham anh trú zài yì chì ma? Nì gần tham anh trú zài yì chì ma? Trú zài yì chì là sống chung. Bạn có sống chung với ông bà không? Bù, tham anh tô hủy lào giá là. Bù, tham anh tô hủy lào giá là. Không, ông bà hay là ổng bà hay là bố mẹ tôi gì đó đều về quê rồi. Ní lào giá zài nà? Ní lào giá zài nà? Quê của bạn ở đâu? Zài Shang Hải. Zài Shang Hải, ở Thượng Hải. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. Xin quên nì phu mù zuò shěnme gōng zuò? Tàmen dōu tuì xiú lè. Nì gēn tàmen zhù zài yī qǐ ma? Bù, tàmen dōu huǐ lǎo jiā lè. Nǐ lǎo jiā zài nǎ? Zài Shàng Hái. Kế tiếp chúng ta có từ thứ 15. Từ thứ 15 đọc là trung. Trung có nghĩa là chủng. Chủng đây có nghĩa là trồng. Từ này nếu đọc là trùng thì có nghĩa là loại, cũng là chữ chủng, chủng loại á. Còn chủng cũng có nghĩa là trồng. Ví dụ chủng đậu đó. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Ní xì hoan trung hoa ma? Ní xì hoan trung hoa ma? Bạn có thích trồng hoa không? Bù xì hoan. Nín á? Bù xì hoan, nín á, không thích. Còn bạn thì sao?
我很喜欢，tôi thì rất thích. 你喜欢什么花？ Bạn thích hoa gì? 我喜欢茉莉花和菊花。Tôi thích hoa lài và hoa cúc. Như vậy ta có thêm hai từ mới là mô ly hoa là hoa lài và chỉ hoa là hoa cúc. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. Nǐ xǐ huān zhōng hua ma? Bù xǐ huān. Nǐ ne? Wǒ hěn xǐ huān. Nǐ xǐ huān shěnme hua? Wǒ xǐ huān mô ly hoa hě jǔ hoa. Kế tiếp chúng ta có từ thứ 16. Từ thứ 16 là tôn. Tôn thì cũng có rất nhiều nghĩa. Ông nói về là chữ động cũng còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình. Có cái nghĩa là động đậy hay là hoạt động cũng được. Ngoài ra nó còn có những nghĩa khác. Ví dụ tôn là đụng đến. Bạn đừng có đụng đến đồ của tôi nhé. Nì bẻ tôn của tôi tôn gì. Hoặc là ví dụ mình đang ngồi với một người bạn thì sau lưng người bạn có một con rắn hay cái gì đó. Thì mình kêu bạn mình ngồi im đừng có nhúc nhích nha, nì bẻ tôn. Hô biến dù với theo sở, ví dụ phía sau có một con rắn thì bẻ tung, bạn đừng có nhúc nhích, bạn đừng động đậy, thì cũng dùng cái từ này. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Mỗi lần tôi đến nhà bạn, tôi thấy bạn bố ngồi không động. Bạn sức khỏe tốt không? Mỗi lần tôi đến nhà bạn, khi tôi đến nhà bạn, tôi thấy bạn đều trông thấy nì dễ dễ cho rất phổ thông. Trông thấy gì? Ông nội của bạn cứ ngồi đó không làm gì cả, tức là giống như ngồi yên như vậy. Tha sinh thì họ mà ông có khỏe không? Thuê siêu gì hô, sau khi nghỉ hưu tha sủng giàu to hoàn tôi chơi ăn. Sau khi nghỉ hưu thì từ sáng tới tối ông ấy cứ vậy đấy. Thuê siêu gì hô tha sủng giàu to hoàn tôi chơi ăn. 是不是他想回老家? Có phải ông muốn về quê không? 是不是他想回老家? 我也不知道. Tôi cũng không biết nữa. 你怎么不问他呀? 你怎么不问他呀? Tại sao bạn không hỏi ông vậy? Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. 每次我到你家的时候, tôi khan jian ni ye ye zuo zhe bu dong. Tha sinh thì họ má. Thuê siêu gì hô, tha xuống giàu tao hoàn, tôi chơi ăn. Sư bù sư, tha xin hủy lào giá. Wǒ yě bù zhī dào. Nǐ zěn me bù wěn tā yà? Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 2 trên 6 của bài 22. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Mọi người có thắc mắc gì vui lòng viết ở phần comment, mình sẽ tranh thủ thời gian để trả lời nhé. Và mọi người không quên like, share và đăng ký để đừng bỏ lỡ những cái video clip kế tiếp. Xin cảm ơn. Chúc các bạn học thật vui.